Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Tôi Kiến Thức. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái chủ đề làm thế nào để chúng ta có thể vô hiệu hóa tài khoản, xóa tài khoản và loại bỏ một cái tài khoản Facebook của chúng ta ra khỏi một thiết bị bất kỳ nào đó trong một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất. Thì như tôi đã chia sẻ thì chúng ta có 3 cách khác nhau. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ vô hiệu hóa tài khoản. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ xóa cái tài khoản Facebook của chúng ta. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ loại bỏ một cái tài khoản Facebook ra khỏi một thiết bị di động. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất, đầy đủ nhất cái cách để chúng ta làm cả ba cái việc này. Và nó mỗi một cách làm khác nhau thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng và nó phù hợp với những người khác nhau. Và mong rằng thì video này các bạn sẽ xem từ đầu đến cuối và các bạn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái chi tiết nào mà tôi chia sẻ cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu về cái chủ đề này thôi. Và như tôi đã chia sẻ thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp khác nhau, bao gồm là loại bỏ tài khoản ra khỏi thiết bị này, vô hiệu hóa tài khoản và xóa cái tài khoản của chúng ta vĩnh viễn ở trên Facebook. Để có thể làm được điều này thì chúng ta cần phải truy cập vào cái ứng dụng Facebook của chúng ta và chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng trường hợp một. Bạn nhấp vào trong ứng dụng của Facebook này. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể loại bỏ cái tài khoản của mình ra khỏi một thiết bị di động nào đó. Ở đây thì tôi đang sử dụng một cái tài khoản có tên là Vũ Thị Bích Phương. Và trong trường hợp mà tôi muốn loại bỏ cái tài khoản này ra khỏi cái điện thoại của tôi, cái thiết bị của tôi, thì các bạn làm như sau này. Bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái biểu tượng 3 gạch phía trên bên phải màn hình của chúng ta. Bạn nhấp vào đây. Ở trong phần này, để có thể loại bỏ thì trước tiên là bạn cần phải đăng xuất nó ra khỏi cái thiết bị di động này đã. Bạn kéo xuống dưới cùng này, bạn sẽ nhìn thấy một cái mục là đăng xuất và bạn sẽ nhấp vào phần đăng xuất cho tôi. Đó. Như này thì chúng ta đã đăng xuất cái tài khoản của chúng ta ra khỏi thiết bị rồi. Nhưng để đăng nhập lại thì người ta chỉ cần nhấp vào cái biểu tượng của chúng ta ở đây là họ có thể đăng nhập lại tài khoản của mình rồi. Cho nên là để có thể loại bỏ cái tài khoản này, bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái biểu tượng 3 chấm phía trên góc phải này. Nhấp vào đây. Đó. Thì trong này chúng ta sẽ có những cái lựa chọn, ví dụ như là gỡ mật khẩu này, gỡ tài khoản khỏi thiết bị này và tắt thông báo đẩy. Thì để có thể loại bỏ cái tài khoản của chúng ta ra khỏi điện thoại thì bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái phần gỡ tài khoản khỏi thiết bị. Bạn nhấp vào phần này. Đó. Một cái thông báo hiện ra, bạn cần nhập số điện thoại hoặc email vào lần đăng nhập sau thì bạn sẽ nhấp vào phần gỡ tài khoản này để chúng ta gỡ cái tài khoản Bích Phương của chúng ta ra khỏi thiết bị. Lúc này bạn sẽ không thấy cái tài khoản Bích Phương của chúng ta đâu nữa ở trên thiết bị này và người khác cũng không thể đăng nhập được vào tài khoản của mình. Đó là trường hợp về xóa tài khoản. Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà chúng ta sẽ vô hiệu hóa tài khoản Facebook. Có nghĩa là bạn bè sẽ không tìm thấy chúng ta ở trên Facebook nữa. Và những cái thông tin ví dụ như ảnh này, tên đăng nhập này, các cái bài viết của chúng ta sẽ không còn tồn tại ở trên Facebook. Và không ai có thể truy cập vào trang Facebook cá nhân của chúng ta được nữa. Thì đó là vô hiệu hóa tài khoản. Nhưng mà cái tài khoản của chúng ta nó vẫn tồn tại ở trên Facebook các bạn nhé. Khi mà chúng ta cần truy cập lại thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào thì ngay lập tức là chúng ta lại hoạt động lại Facebook như bình thường thôi. Đó là trường hợp thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Tôi sẽ đăng nhập lại cái tài khoản Bích Phương của tôi. Đó. Khi mà các bạn có một cái tài khoản như này và bạn muốn vô hiệu hóa nó, không cho phép người khác có thể truy cập và tìm kiếm thông tin của bạn, hay là cái trường hợp mà khi mà bạn thấy rằng là một sao nào đó gặp phải scandal ấy thì họ hay khóa lại, đó chính là vô hiệu hóa tài khoản nhé. Thì để làm được điều này các bạn thực hiện đầy đủ các bước như sau này. Giao diện của mỗi một phiên bản của Facebook khác nhau, nó sẽ hơi khác một chút thì tôi sẽ lát nữa tôi sẽ demo cho bạn cả hai trường hợp. Với giao diện mới thì bạn sẽ nhìn lên phía trên góc phải của chúng ta này, bạn nhấp vào đây. Ở trong phần này bạn sẽ kéo xuống dưới một chút, bạn tìm đến cho tôi cái mục là cài đặt và quyền riêng tư, bạn nhấp vào phần này. Ở trong phần cài đặt và quyền riêng tư, bạn sẽ tiếp tục chọn vào phần cài đặt. Đó. Ở trong phần cài đặt này thì lúc này giao diện của mỗi người nó sẽ thực sự khác nhau này. Nhưng mà bạn sẽ tìm xuống dưới, tìm thấy một cái phần liên quan đến thông tin của bạn trên Facebook. Bạn thấy không ạ? Ở trong phần thông tin của bạn trên Facebook thì bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản. Bạn sẽ nhấp vào phần này. Đây. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ có 3 cái lựa chọn cơ bản, bao gồm là cài đặt tưởng nhớ trong trường hợp chúng ta sợ rằng là chúng ta sẽ qua đời. Cái thứ hai là vô hiệu hóa tài khoản và xóa. Và cái thứ ba là quản lý thông tin. Thì cái mục mà chúng ta quan tâm đó là cái mục vô hiệu hóa tài khoản, cho nên là bạn sẽ lựa chọn vào vô hiệu hóa và xóa này.
Ở trong này có hai lựa chọn, bạn sẽ quan tâm đến cho tôi cái phần vô hiệu hóa tài khoản. Thì bạn đọc thông tin bên dưới như sau: tài khoản của bạn chỉ bị vô hiệu hóa tạm thời, hệ thống sẽ vô hiệu hóa tài khoản cũng như gỡ tên ảnh của bạn ra khỏi hầu hết những gì bạn chia sẻ. Bạn có thể tiếp tục dùng Messenger đó. Thì có nghĩa là chúng ta loại bỏ cái Facebook của chúng ta, không ai tìm thấy chúng ta nữa, và cái ảnh của chúng ta nó cũng sẽ biến mất đó. Để có thể tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản thì bạn sẽ nhấp vào phần vô hiệu hóa tài khoản bên dưới này. Lúc này Facebook nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái lựa chọn để chúng ta cho họ biết nguyên nhân tại sao chúng ta lại vô hiệu hóa tài khoản. Bạn có thể thấy này, có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ như đây là hành động tạm thời này, Facebook của tôi bị xóa, bị khóa, Facebook của tôi bị hack này, tôi có tài khoản Facebook khác này, lo ngại quyền riêng tư, ba la ba la. Thì bạn thấy cái nào mà nó phù hợp với bạn thì bạn lựa chọn cái đó. Chẳng hạn như tôi lựa chọn cái trên cùng, đây là một cái hành động tạm thời và tôi sẽ quay trở lại chẳng hạn. Bạn kéo xuống dưới cùng, chúng ta sẽ có một cái phần là tiếp tục. Bạn nhấp vào tiếp tục này. Và Facebook nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái thông tin giống như này. Và bên dưới thì nó sẽ hiển thị lại là bạn có muốn đăng xuất cái tài khoản ra khỏi thiết bị hay không, hay là đi tới nhật ký hoạt động này. Và kích hoạt tài khoản của bạn ở đây thì nó sẽ là tự động mà các bạn nhé. Bạn thấy không ạ? Kích hoạt lại tài khoản của bạn này. Nếu như bạn định quay lại Facebook, hãy đảm bảo mình vẫn truy cập được lại vào tài khoản email hoặc số điện thoại đã dùng đăng nhập trên Facebook. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tự động kích hoạt lại tài khoản của cho bạn. Như vậy trang cá nhân của bạn sẽ hoạt động trở lại. Đó. Thì nếu như trong trường hợp mà bạn có một cái dự định cụ thể là sẽ kích hoạt lại nó sau bao lâu, thì bạn sẽ lựa chọn cái mũi tên chọn xuống ở đây. Ở trong phần này thì bạn có thể lựa chọn là kích hoạt sau 1 ngày cho đến kích hoạt sau 7 ngày, hoặc là trong trường hợp bạn muốn tự động kích hoạt thì bạn sẽ nhấp vào phần không tự động kích hoạt lại. Đó. Và nhấn vào phần tiếp tục này. Và đây là những gì mà chúng ta sẽ tiến hành vô hiệu hóa tài khoản. Đó. Tất cả những thông tin của chúng ta đây nhé. Và bạn sẽ nhấp tiếp tục vào phần không nhận thông báo từ Facebook trong tương lai. Nếu như bạn không muốn bị phiền phức, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta vẫn muốn nhận thông báo quan trọng thì các bạn có thể nhấp vào phần này. Và bạn sẽ nhấp vào phần vô hiệu hóa tài khoản của tôi này để chúng ta tiến hành vô hiệu hóa. Và lúc này thì chúng ta đã vô hiệu hóa tài khoản của mình rồi. Và để có thể truy cập lại khi mà chúng ta có nhu cầu thì bạn sẽ truy cập vào Facebook cho tôi này. Đó, thì nó sẽ hiển thị là phiên đăng nhập đã hết hạn và nhấn vào đồng ý này, chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập lại. Lúc này, để có thể quay lại sử dụng tiếp tục Facebook thì bạn sẽ nhấp vào phần tên của chúng ta ở đây, hoặc là nhấp vào thêm tài khoản ở bên dưới để chúng ta có thể đăng nhập lại các bạn nhé. Chúng ta nhập mật khẩu để có thể truy cập lại này. Nhấn vào đăng nhập. Và như vậy thì tôi vừa cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để vô hiệu hóa tài khoản Facebook. Có nghĩa là chúng ta đơn thuần là vô hiệu hóa tạm thời thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vô hiệu hóa vĩnh viễn, tức là chúng ta sẽ xóa cái tài khoản của mình vĩnh viễn khỏi Facebook. Để có thể làm được điều này, các bạn thực hiện như sau này. Các bạn sẽ nhìn lên phía trên góc phải của chúng ta, các bạn vẫn lựa chọn vào dấu ba gạch. Sau đó kéo xuống dưới một chút, các bạn lựa chọn vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Trong phần cài đặt và quyền riêng tư này, bạn tiếp tục lựa chọn vào phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt, bạn kéo xuống dưới tìm tới mục là thông tin của bạn trên Facebook và nhấp lại vào cho tôi cái phần quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản, nhấp vào phần này. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục lựa chọn vào phần vô hiệu hóa và xóa. Lúc này, nếu như bạn thực sự muốn xóa cái tài khoản Facebook của mình, tức là không muốn sử dụng lại cái tài khoản này nữa, thì bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái phần xóa tài khoản này. Nhấm vào phần tiếp tục xóa tài khoản. Và đây là một cái thông tin của Facebook nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta để chúng ta biết được là chúng ta lựa chọn cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại không muốn sử dụng Facebook nữa. Ở đây thì chúng ta có thể thấy này, tôi dành quá nhiều thời gian trên Facebook này, tôi lo ngại về vấn đề quyền riêng tư này, tôi cảm thấy không an toàn trên Facebook, tài khoản của tôi bị hack, tôi cảm thấy Facebook không hữu ích. Thì bạn có thể lựa chọn một cái nào đó và nhấp vào đây để chúng ta có thể lựa chọn thêm này.
Đó, chỉnh sửa liên quan để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng Facebook. Còn trong trường hợp mà chúng ta vẫn quyết tâm về cái việc là chúng ta xóa tài khoản và không dùng Facebook nữa, thì các bạn sẽ nhấp vào phần tiếp tục xóa tài khoản. Đây. Trong trường hợp mà bạn vẫn muốn sử dụng Messenger và không muốn sử dụng Facebook thì bạn có thể chọn vô hiệu hóa tài khoản giống như cái bước trước mà chúng ta vừa thực hiện, đúng không ạ? Đây, lưu trữ này, tải xuống thông tin tất cả mọi thứ. Trong trường hợp mà bạn vẫn muốn xóa thì bạn sẽ lựa chọn vào xóa tài khoản này. Lúc này, để có thể xóa được tài khoản Facebook của chúng ta thì bạn buộc phải nhập mật khẩu vào. Nhấn vào phần tiếp tục này. Đó. Lúc này, Facebook nó sẽ cho phép chúng ta có thêm một cái cơ hội để sử dụng lại và suy nghĩ lại về cái việc xóa tài khoản. Đó là khi mà chúng ta nhấn vào xóa tài khoản thì Facebook nó sẽ xóa cái tài khoản của chúng ta. Nhưng mà nó vẫn cho phép các bạn có thể truy cập và sử dụng lại trong vòng 30 ngày. Bạn có thể đọc thông tin ở đây. Đó. Sau 30 ngày, nếu như bạn không có bất kỳ một cái hành động đăng nhập lại tài khoản nào thì lúc này tài khoản của bạn sẽ xóa bị vĩnh viễn và bạn không thể nào mà truy cập lại tài khoản này một lần nào nữa. Được chưa nào? Ở đây thì các bạn có thể nhấp vào xóa tài khoản này. Đó, thì ngay lập tức Facebook nó sẽ đăng xuất tài khoản của chúng ta ra như này. Và nếu như trong vòng 30 ngày sau đó mà bạn muốn sử dụng lại Facebook thì bạn chỉ cần đăng nhập lại cái tài khoản của chúng ta thôi. Đây. Đó, nhớ rằng là chỉ trong vòng 30 ngày thì lúc này cái tài khoản của bạn mới được phép đăng nhập lại thôi, chứ còn nếu không thì sẽ không có được phép đăng nhập lại nữa. Và khi mà bạn đăng nhập lại thì bạn sẽ phải xác minh danh tính. Đó. Và bạn sẽ nhấn vào phần có tiếp tục sử dụng truy cập Facebook này. Khi mà bạn truy cập vào Facebook nó sẽ lỗi như này thì bạn sẽ thoát ra này. Và một lần nữa đăng nhập vào tài khoản Facebook này. Chọn lại này. Nhập mật khẩu vào. Đó. Thì như vậy, bạn đã có thể khôi phục được tài khoản trong trường hợp bạn lựa chọn cái quyền xóa vĩnh viễn. Và tôi nhắc lại rằng là cái việc mà bạn khôi phục tài khoản khi chúng ta lựa chọn xóa tài khoản vĩnh viễn chỉ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên bạn thực hiện cái lệnh xóa tài khoản của bạn nhé. Và như vậy thì tôi vừa cùng các bạn đi tìm hiểu về cái cách để chúng ta có thể xóa tài khoản khỏi thiết bị, vô hiệu hóa tài khoản và xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của mình. Mong rằng với những gì mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn sẽ giúp được các bạn phần nào trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với Facebook, quản lý và bảo mật Facebook của mình. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn đừng quên cho video này một like, ấn nút share để chia sẻ video này đến với bạn bè của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tốt Kích Thước thì bạn đừng quên ấn vào nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh Tốt Kích Thước. Trong trường hợp bạn thấy video này cần cải thiện về vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận bên dưới. Tôi sẽ đọc và tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn để có thể cải thiện chúng trong các video tiếp theo, để có thể ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.